Sáng 25 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Minh Lý đã chủ trì cùng với đại biểu lãnh đạo các ngành, cơ quan, đơn vị của thành phố tiếp đoàn đại biểu Hội đồng thành phố Incheon, Hàn Quốc do ông Hem Sik, Chủ tịch Hội đồng thành phố Incheon làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Hội An. Hai bên đã cùng trao đổi chia sẻ một số thông tin về các chính sách phát triển thành phố và tài nguyên thiên nhiên, văn hóa của thành phố Hội An và thành phố Incheon. Chính sách phát triển du lịch bền vững trên cơ sở phát huy nguồn lực văn hóa giao lưu hợp tác về phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng đô thị thông minh. Lãnh đạo hai thành phố cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục phát huy mối quan hệ hữu nghị giữa hai đất nước trong hơn 30 năm qua, đẩy mạnh nhiều hoạt động và chương trình hợp tác hữu hiệu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, bảo vệ môi trường, giáo dục đào tạo, nguồn nhân lực công nghệ, hòa nhập xây dựng thành phố sáng tạo. Dịp này, đoàn đại biểu Hội đồng thành phố Incheon, Hàn Quốc đã có chuyến tham quan di sản văn hóa thế giới khu phố cổ Hội An để tìm hiểu thực tế, góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác với thành phố Hội An trong thời gian tới.